xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn ơi, mình đã về nhà rồi và đến hôm nay đã được gần một tuần rồi các bạn ạ. Do công việc của mình hiện giờ cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Dịch bệnh thì càng ngày càng tăng lên các bạn ạ, cũng rất là căng thẳng trong thời gian này. Thì cũng lâu lâu rồi mình không quay video bởi vì mình cũng rất là bận, thời gian mình không có, do mình phải đi lòng vòng tìm việc cho nên không có thời gian để ra được video cho các bạn xem. Quê mình thì ở Yên Bình, Yên Bái các bạn ạ. Quê mình ở Thịnh Hưng, xã Thịnh Hưng, Yên Bình của tỉnh Yên Bái. Chắc các bạn cũng đã nghe qua đến Hồ Thác Bà đúng không? Thì nhà mình thì nằm cũng gần với Hồ Thác Bà thôi. Hồ Thác Bà cũng được mệnh danh là Hạ Long trên núi đó các bạn. Đây cũng là một địa điểm rất là đẹp. Nhưng rất tiếc là mình vẫn chưa có dịp để ra đó quay được những video đẹp đẹp gửi đến các bạn, cho các bạn xem được. Mình hy vọng trong thời gian tới, nếu mình có thời gian thì mình sẽ đi ra đó quay những cảnh đẹp, những con đảo ở trên Hồ Thác Bà. Và ở trên Hồ Thác Bà cũng có một số những cái động cũng rất đẹp các bạn, đó là động Thủy Tiên, rất đẹp. Thì hôm nay thì mình cũng về nhà với mẹ mình, rất là vui. Các bạn cũng biết đấy, công việc mình đi làm thì ít có thời gian được về nhà lắm. Và công việc dẫn khách của mình thì một năm mình chỉ được về nhà có vài lần thôi. Và lần này về khả năng mình sẽ phải ở nhà một thời gian cũng khá là lâu lâu đó. Cho nên là mình sẽ hy vọng sẽ sắp xếp được thời gian và đi quay được nhiều những cảnh đẹp mà ở quê mình để gửi đến các bạn. Các bạn nếu yêu thích những video của mình thì hãy cho mình xin một like nhé, một đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều nhé. Thank you.
Các bạn ơi, đây là cái vườn chè xanh của nhà mình này các bạn. Ở Yên Bái quê mình thì nơi mình sinh sống thì trước đây có rất nhiều những cái đồi chè. Người dân ở quê mình thì sinh sống chủ yếu vào cây chè trước đây. Nhưng thời gian gần đây thì cây chè cũng mọi người cũng đã bỏ rồi các bạn ạ. Xung quanh mình đây thì nơi mình sống, ở cái xã mình sống thì bây giờ những cái đồi chè họ đã bỏ hết rồi, không còn làm chè nữa. Thay vào đó họ đi làm ở những khu công nghiệp cũng đã mới xây ở xung quanh cái nơi mình đang ở. Cái búp chè này trước đây mình trước khi mình lên Sapa để làm công việc hướng dẫn du lịch thì mình ở nhà mình hay đi thu hoạch những búp chè để kiếm thêm tiền để đi học các bạn. Đấy, công việc thu hoạch chè cũng rất là khó, thực sự cũng khó lắm nhưng cũng khá là mệt các bạn ạ. Đấy, mình phải dùng tay mình hái những búp non này các bạn này. Búp non này sau khi mà họ sao khô lên ấy thì để uống. Đó, ngoài Bắc mình rất thích uống trà đấy các bạn. Trà này rất là ngon này các bạn này. Búp rất là đẹp. Các bạn ơi, đó các bạn biết cái gì đấy không? Mình nghĩ chắc các bạn nào mà sinh ra ở vùng nông thôn thì chắc không còn xa lạ với những cái này nữa rồi đúng không? Nhìn rất giống là cây sim đấy các bạn, nhưng mà thực ra không phải cây sim đâu. Đây, cái này là nó là cây hoa mua đấy. Mình gọi là cây chua mua thì phải, hoa mua. Đúng rồi, cây hoa mua các bạn ạ. Đó, hoa nó có màu tím này các bạn ấy, rất là đẹp này. Trước đây thì khi mà hồi còn nhỏ, thời còn mà đi Sơn Châu cắt cỏ ấy thì tụi mình hay tìm những cái đồi hoa mua như này này. Đấy, và có những cái quả của nó đấy các bạn này. Quả của nó khi mà nó chín lên thì ăn rất là ngọt. Ăn ngọt, ăn hay lắm. Đó, quả bên trong nó màu tím. Đây các bạn này, quả này là quả mua đã chín rồi này các bạn này. Đó, đấy, quả mua đã chín rồi. Khi mà ăn xong thì các bạn mà lè lưỡi ra thì lưỡi hình trở thành màu đen luôn. Đó, lâu mình không ăn nên mình cũng quên mất cái cách ăn của nó. Đó, rất là đẹp. Thực ra về vùng quê rất là yên bình các bạn ạ. Cuộc sống ở miền quê rất là yên bình, tĩnh lặng, không ồn ào như là ở thành phố. Mình rất là thích.